Ô tô 360 xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, Mercedes-Benz E250 là một trong những phiên bản thuộc dòng xe E-Class của Mercedes-Benz. Dòng xe này được giới thiệu lần đầu vào năm 1993 để kế nhiệm dòng xe Mercedes-Benz W124. Đây cũng là bước ngoặt trong lịch sử thương hiệu Mercedes-Benz, đánh dấu cách đặt tên các dòng xe Mercedes-Benz hiện đại ngày nay. Thế hệ đầu tiên của E-Class kéo dài từ năm 1993 đến năm 1995 nhưng nó vẫn chỉ được xem là phiên bản nâng cấp từ W124. Từ năm 1996, thế hệ thứ hai của Mercedes-Benz E-Class mới chính thức thuộc thế hệ mới với mã hiệu W210, kéo dài cho đến năm 2002. Bước sang thế hệ thứ hai, Mercedes-Benz E-Class bắt đầu có những thành công lớn mà trong đó là danh hiệu xe nhập khẩu của năm 1996 tại thị trường Mỹ do tạp chí Motor Trend trao tặng. Thế hệ thứ 3 của E-Class chính thức ra mắt vào năm 2003 và nổi bật với công nghệ an toàn Green Safe tiêu chuẩn. Tuy nhiên, phải đến thế hệ thứ 4 ra mắt năm 2009 tại triển lãm ô tô Geneva, Mercedes-Benz E250 mới xuất hiện trong các phiên bản E-Class. Hãng xe Đức đã trang bị công nghệ phun nhiên liệu cho phiên bản này. Chính vì vậy, phiên bản này có thêm hậu tố CGI trong tên gọi. Mercedes-Benz E250 cũng gây chú ý khi lần đầu trang bị công nghệ cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ cảnh báo kết hợp hệ thống Green Safe và công nghệ hỗ trợ quan sát ban đêm Night View Assist. Bước sang thế hệ thứ 4, với xu hướng giảm dung tích xi lanh cùng tích hợp công nghệ để khí hóa, phiên bản Mercedes-Benz E250 gần như không còn trên thị trường ô tô toàn cầu. Là dòng xe sedan hạng sang rất thành công của Mercedes tại thị trường Việt Nam, doanh số bán ra của E-Class ấn tượng và tăng trưởng đều qua từng năm. Nhờ mang trong mình vẻ ngoài sang trọng lịch lãm nên E-Class trở thành sự lựa chọn tuyệt vời cho những doanh nhân trẻ thành đạt muốn thể hiện cá tính và khẳng định đẳng cấp bản thân. Mercedes E-Class thế hệ thứ 5 ra mắt vào tháng 10 năm 2016 tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Mercedes-Benz E250 không còn được sản xuất và được thay thế bởi Mercedes-Benz E200 Exclusive cùng E300 AMG. Chính vì điều này đã làm cho những người yêu thích chiếc xe E250 chỉ còn cách đi tìm những chiếc xe cũ, xe đã qua sử dụng. Trên màn hình mà quý vị và các bạn đang theo dõi là chiếc xe Mercedes-Benz E250, chiếc xe được sản xuất năm 2015, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đã lăn bánh được 59.000 km, xe rất đẹp. Chúng tôi cam kết chiếc xe không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc nguyên bản và còn rất mới, được bảo hành và bảo dưỡng theo định kỳ. Quý vị và các bạn có thể kiểm tra xe tại bất kỳ đại lý hay gara nào mà quý vị và các bạn muốn. Chúng tôi đang bán với giá hơn 1 tỷ đồng chỉ ngang bằng chiếc xe Camry và vẫn bán trả góp. Quý vị và các bạn chỉ cần phải trả trước 30% giá trị xe, số còn lại là 70% quý vị và các bạn trả đều trong 5 năm với lãi suất ưu đãi, thủ tục rất nhanh chóng và đơn giản. Nếu quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này, chúng tôi mời quý vị và các bạn qua cửa hàng để xem xe và lái thử xe. Cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ số 16, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Liên hệ số điện thoại 0905 608 883 để biết thêm chi tiết. Phụ trách kinh doanh, Phó Giám đốc Nguyễn Trọng Tuấn. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Chúng tôi mua bán và trao đổi xe ô tô trên toàn quốc, nhận ship xe khắp mọi miền Tổ quốc. Trân trọng cảm ơn.
Mm-hmm.